Rảnh em nào từng trải qua cảm giác tự tay sắm cho mình một cây vợt cầu lông chưa? Tôi thì cây vợt đầu tiên được gia đình mua cho là RA318, ném về hàng cổ thụ của các loại vợt rồi nha. Nhưng lúc đó cũng chủ yếu là học thể dục với tập luyện sức khỏe thôi, chứ cũng chưa có muốn đầu tư. Lên đại học thì bắt đầu đi làm thêm, nghiên cứu vợt các kiểu rồi thấy cũng ghiền. Tự tay mua cho mình một cây dòng Arunet, tại thấy công nghệ hay ho, lạ lạ đánh cũng hợp tay. À mà chưa kể trước đó cũng bị một pha hụt hẫng nha, tại vì mua chúng cây Dura 10 nhưng mà hàng rep 11 gì đó. Về đang lại lưới 9,5 kg thì thập sập cũng mất tiêu. Xưa thì tiền không có nhiều nên cũng buồn lắm, không tự hỏi sao mọi người lại có thể dễ dàng lừa nhau giống như cái cách mà ông anh này giả mạo Huy re-up hết tất cả video của Huy để bán vợt không chính hãng cho anh em. Huy thì chỉ hoạt động trên nền tảng TikTok mà hên hên sao được 250.000 anh em ủng hộ, cùng với hơn 37.000 lượt bán sản phẩm đến tay anh em. Thật ra thì chính mình cũng chỉ muốn cố gắng hết sức để sáng tạo và cho anh em nhiều cái nhìn mới về bộ môn cầu lông. Công việc của họ thì chỉ đơn giản là đăng lại và bán hàng không chính hãng thôi anh em. Nói chung thì tôi có tí xíu kiến thức về cầu lông nhưng lại không có đủ kinh nghiệm, trải nghiệm.